Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình quay cho mọi người xem cây vú sữa hoàng kim của mình. Cây này cũng như là nó hồi lúc hôm bữa mình có chia sẻ một cái clip là cây nó cao rồi mình cưa nó xuống, dạng cũng như là mình làm cho nó lùn như cây mãng cầu của mọi người. Cũng như cái cây vú sữa hoàng kim này thì mấy bạn không cần phải để cho nó cao. Thứ nhất, thứ hai nữa. Mấy bạn cũng khi mà cái cây mà nó bự á, thì mình cũng không có cần phải bọc trái nhiều đâu. Tại vì khi mấy bạn bọc trái nhiều á, thì trái mà nó bự á, thì nó cũng có giới hạn. Thì cái cây á, thì mình nên làm lùn lại cho mấy bạn khỏi cần phải mỗi khi bọc á, mình phải đứng trên ghế nè. Rồi mình cũng khó bọc này, rồi mình thu hoạch á, mình cũng khó làm ăn. Thì mọi người, hiện tại thì cái cây này của mình ha, thì mình cũng học của anh ta về mình áp dụng cho cái cây của mình. Thì mình sẽ cho mọi người xem. Hiện giờ thì nó rất là lùn nha. Đây, nó mình chia ra cũng như là mình làm theo cái công thức của cái cây mãng cầu na dứa của mình. Rồi mình chia cho nó ra như thế này, như cây dụ luôn. Thì hiện tại thì mình đang đứng trên cao, mình quay xuống thì mình sẽ cho mọi người xem là cái bông của nó ha. Tại vì cái cây này thì mấy bạn cũng đâu có cần bọc nhiều đâu. Chừa chi cho bự mà mình chừa cho cao, cho bự thì mình cũng bọc cũng không hết nữa. Còn mình còn phải tỉa nữa ha. Thì đây mình sẽ cho mấy bạn xem hiện tại thì bông của nó quá trời bông luôn mọi người ơi. Đây bông nha, đó, quá trời luôn. Thì mình không có cần phải cao, tại vì cái nhánh như thế này nè, mấy bạn cũng không có cần phải bọc nhiều trái. Cái nhánh này bọc tầm chừng 2 trái là dữ lắm rồi ha. Một nhánh như thế này mấy bạn bọc tầm chừng 2 trái. Tại vì nó cái giống này của mình á, là mình không có, không phải cái giống bự chà bá lũa nha mọi người. Tại vì cái giống mà chà bá lũa á, thì ở bên bên mình á, là hình như ăn nó không có giòn, ăn nó bở bở mà nó bột bột, giống như ra như là khoai mì mà bị nấu mà mình bị ngâm nước á mọi người. Nó không biết, nó ăn nó bột bột ha. Còn cái loại này cũng dạng như cái loại giống này thì trái nó cũng vừa thôi, không bự lắm cũng không nhỏ lắm, nhưng mà ăn thì ngọt, thịt nó rất là giòn, rất là ngon luôn đó. Thì hiện giờ thì mình chia sẻ với mọi người là cái cây này thì mấy bạn nên làm lùn. Tại vì có một đứa em thì nó nói chị ơi, chị chia sẻ cái cách mà cái cây làm lùn lùn á, để cho họ dễ làm. Thứ hai nữa, cao quá. Thật ra thì cái cây vú sữa hoàng kim mấy bạn để cao thì trái bông thì nhiều, nhưng mà mấy bạn cũng không có cần phải bọc nhiều. Đây mấy bạn xem cái cây vú sữa hoàng kim của mình hiện giờ nó ra bông như thế này nè. Nó thấy ghê chưa. Mình hồi đó tới giờ mình không ngờ là cái cây vú sữa hoàng kim ha, bông nó tới mức độ như thế này luôn. Quá trời bông luôn nè, mọi người xem. Bông chỉ chích như thế này ha. Những một cái nhánh như thế này nè, mấy bạn không cần phải bọc nhiều, bọc tầm một trái, hai trái là được rồi. Đó. Mấy bạn xem, mấy bạn cứ cưa những cái cây cao, mấy bạn cứ cưa xuống đi. Cưa xuống rồi những cái nhánh như thế này nè, nó ra thì mấy bạn quằn nó xuống. Mấy bạn làm y gan công thức của cây mãng cầu na dứa của mình luôn, y gan luôn. Là nó trái rất là nhiều, mấy bạn khỏi lo. Đây, bông coi nè, nó ra tới ngoài đọt luôn coi nè, nó quá trời. Khi mà mấy bạn quằn nó xuống vừa vừa như thế này ha, là mấy bạn bọc là khi nó tầm xuống là mấy bạn ngang ngang người luôn, ngang người của mấy bạn luôn. Khi mấy bạn hái trái rất là dễ, không cần phải quằn, rồi bọc cũng không cần phải treo luôn. Còn chẳng hạn như những cái này nè, những cái nhánh này mà nó đưa lên như thế này nè ha. Ví dụ như mấy bạn mà không đủ nhánh á, thì mấy bạn quằn nó xuống. Nó mấy bạn quằn nó xuống như thế này. Nó chỗ nào mà không đủ thì mấy bạn cứ quằn nó xuống như thế này thì nó sẽ nằm xuống luôn. Nó nằm xuống rồi từ từ nó, cái đầu này nè, nó tự nó ngóc đầu lên nè. Nó ngóc lên xong thì nó thành một cái nhánh giống như hiện tại như bên mình vậy nè. Đó. Cái nhánh giống như thế này luôn. Mấy bạn thấy ha. Đây mình cho mọi người xem. Đây cái cây này của mình nè. Tại vì mình á trồng cái cây này á là mình để ăn thôi, cho nên nó là có nhiều người hỏi kêu mình chia sẻ cái cây vú sữa hoàng kim mà làm cho lùn lùn. Tại vì mình thấy người ta làm lùn rồi, mà mình thấy mấy bạn làm cao quá, làm cao là mình khó làm ăn á. Đây nè mấy bạn thấy cái nhánh này của mình nè. Đó. Khi mà mình quằn nó xuống á, cái bông nó ra như thế này nè. Còn mấy bạn đứng ngang luôn nè, cái tay của mình vừa luôn, mấy bạn bọc ngang ngang luôn, giống như gan cái cây mãng cầu na dứa y gan luôn ha. Bông quá trời luôn nè, nó bông dạng như ở phía bên đây nè. Phía bên đây là hôm bữa cái cây nó cao á, mình cưa á, thì hiện tại những cái mầm này nó lên, nó sẽ lên những cái mầm non nha. Đây mọi người thấy mình cưa nó lên những cái mầm non như thế này, thì mấy bạn nên chừa những cái mầm bên đây. Tại vì cái hướng của mình đứng á là ở bên đây nó thiếu nhánh, thì cho nên mấy bạn mà thấy cái nhánh non này nó lên, mấy bạn phải chừa lại nó mấy bạn. Còn những cái nhánh này nè,
những cái nhánh này mấy bạn bỏ hết nha. Nè, mấy cái bạn mà lúc mà mấy bạn cưa nó đó, mà những cái nhánh nào mà mấy bạn mà muốn chừa lại cái hướng mà mình quằn xuống á thì mình chừa nó. Còn những cái nhánh nào mà nó vượt á mà mấy bạn không cần, mấy bạn tuốt bỏ nha, tuốt bỏ hết nha. Tuốt bỏ biết chi không, để nó đừng có ăn ăn dinh dưỡng của cái bông na nữa. Mấy bạn cứ tuốt cái này nè đó. Cả tôi đi nhìn thấy người ta tuốt rồi tôi mới về tôi làm tôi tuốt đó, chứ tôi không có biết làm cái này. Tôi thấy nhỏ cái vườn nó đi tuốt rồi tôi đi về tôi tuốt theo nó nha. Nó cưa này nè, bây giờ nó ra bông cái mình phải tuốt mấy cái này, để không thôi nó ăn dinh dưỡng của cái bông nó không có nó cái bông của mình với cái trái nó bé. Cho nên cái nhánh nào mà nó chùa có nó chùa gì nè, nó tuốt nó cưa nữa nha. Nó tuốt nó cưa hết trơn. Tôi thấy nó tuốt nó cưa tôi nhìn lén á, tôi về tôi chỉ mấy ông học lén người ta đó. Mấy ông bông quá hết trời luôn nè, bông coi nè, nó ra chỗ nào có mắt là chỗ nó có bông. Cái cây này trồng nó thiệt, cái trái gì mà thấy sợ luôn nha. Cái này cái cây này bông trồng mà bán chắc nữa, trái mà nó có giá giống như mảng cầu này dưới bán đã đời xương gió luôn nè. Quằn xuống ha, chỗ nào thiếu thì mình quằn. Cái này bông coi nè, anh thằng ơi, nó ra coi nè, thì hụ luôn đó. Dạng như mấy cái cây này nè, mấy cái cây này lên mình không cần mình tước nha, tước bỏ. Còn dạng như cái chỗ nào mà mình muốn chùa á, cái chỗ nào mà mình muốn chùa mình quằn á thì mình để, còn không thì mình bỏ nó, mình để cho nó ra bông để nó cái nó dinh dưỡng tất cả nó ăn vô bông. Nếu mà cái cây đó nó vượt á, nó vượt cái khiến cho cái trái nó không có to không có bự nha. Đây đó, bông người gớm chưa, quá trời, không cần phải bọc nhiều đâu ha. Rồi nha, xin chào mọi người nha, đi tiện nhánh dơ nữa nha.